và các bạn đang được thưởng thức và trải nghiệm một siêu phẩm loa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa BV Dub và 3 Treeaway 1205, được trang bị với cấu hình to lớn và nặng khủng hoảng tới ngót một tạ với cặp loa trước máy quay. Và đồng thời chúng ta thấy được rằng đây là một trong những cặp loa có thiết kế với tông màu cực kỳ là sang trọng theo phong cách trưng bày phòng khách của những cái căn phòng khách thế hệ đời mới nhất. Chúng ta có thể kết hợp với những tông màu từ màu đen xám đá cho tới màu phần ghi xám hoặc xanh ngọc phía mặt trước của cặp loa Treeaway 1205 đến từ Mỹ. Với cấu hình của cặp loa này, chúng ta đang được chiêm ngưỡng cho cặp loa nổi tiếng sở hữu chất âm 2-trong-1 cho vừa nghe nhạc lẫn karaoke, được trang bị chiều cao 90, chiều ngang 57, hậu sâu tới 43cm và trọng lượng nặng tới ngót 100kg trên cặp loa, có công suất ở ngưỡng trung bình 720W trên trở kháng 8 ohm, cực kỳ là dễ phối ghép âm ni. Với đặc trưng của model loa này thì chúng ta thấy ngay được một điều rằng nó sở hữu uy lực cực kỳ là mạnh mẽ cho những không gian lớn một vài trăm mét vuông. Đặc biệt rằng giải trầm của nó thể hiện nó xuống rất sâu. Rất sâu, quý vị lưu ý rằng nó xuống sâu và mềm, sẽ không có khái niệm nghe là bị mệt lỗ tai hay là bị tức ngực hay bị khó chịu như là những dòng loa thông thường. Với chất âm khi nghe nhạc là điều đương nhiên, còn khi karaoke thì chúng ta sẽ không phải tốn tiền đầu tư thêm súp và trầm, bởi vì khi mà giải trầm đã xuống sâu nó rất là lợi hại rồi. Và những cái cặp loa to lớn khủng long như thế này, quý vị sở hữu cho những căn phòng khách lớn hát hò thoải mái mà sẽ không tốn thêm một xu để đầu tư thêm súp và trầm. Bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm và tham khảo lại cấu hình của cặp loa Treeaway 1205 của hãng BV Dub đến từ Mỹ và anh em cùng tham khảo chi tiết cũng như thưởng thức chất âm. Giải chép hay là giải trầm nó xuống rất sâu, cái tiếng bass của nó thả nghe nó huỳnh huỳnh lỗ tai nghe cực sướng, chứ nó không đánh nông cạn bịch bịch như là các dòng loa phun thông thường. Giải trầm đặc trưng của dòng loa sở hữu uy lực mạnh mẽ này, chúng ta thấy được rằng hoàn toàn xứng đáng với những câu mà như anh em hay gọi rằng bát thả như sấm, thì hoàn toàn không sai. Với phần thùng gỗ sồi của model loa này được phủ một lớp da siêu bền và rất sang trọng. Đó, chúng ta quan sát qua phần lớp da phủ phía bên ngoài cho phép có thể sở hữu được những không gian loãng ngoài trời, nắng mưa hoặc các nhà hàng, quán bar hay vũ trường. Phía bên hông với thương hiệu Treeaway, tay cầm bằng thép phía bên hông rất đẹp và sang trọng. Phía mặt trước của cặp loa có chiều cao 90 này, ngang 57, hậu sâu 43cm, trọng lượng nặng trên 90kg cả chân, ngót 100kg. Quý vị thấy đẹp không ạ? Tất cả các góc cạnh còn được bo rất là kỹ lưỡng, chống trầy xước, tông màu cực kỳ là sang trọng. Với thiết kế đặc trưng, tôi giới thiệu chi tiết lại một lần nữa. Về phía khoang biên giới, chúng ta đang được chiêm ngưỡng một quả bát siêu trầm trên cặp loa Treeaway 1205. Đây là một quả bát siêu trầm, nó được trang bị gân xếp tẩm dầu và nó sở hữu cái nam châm từ lớn tới xấp xỉ 20cm. Trên quả bát có đường kính trên 30, tôi gọi đường kính cắt miệng của nó là 30cm, được bắt từ sâu phía bên trong. Và phía bên ngoài được trang bị một cái họng siêu khủng 57x57 vuông. Quý vị thấy phê không ạ? Bát đi từ đây ra. Và đặc biệt rằng theo cơ chế của thùng được thiết kế theo chế độ súp hầm, quý vị sẽ thấy rằng phía dưới chân của nó được trang bị hai cái ống hơi. Đó, hai cái ống hơi này là hình bầu dục và được phủ một cái lưới thép phía bên trong, rất là đẹp và cách điệu. Đó, chống chuột, nhà ông nào mà nắm chuột thì đây là
Biện pháp tuyệt đối, chuột hay rán thì không thể có cửa mà chui vào rồi. Quý vị thấy kỹ không ạ? Nhìn thế này thì thấy rằng nó rất là kỹ rồi. Thùng to cao như thế này và quả bát siêu khủng mang lại cho dải trầm của nó xuống rất sâu. Quý vị cùng quan sát này. Tôi sẽ lướt lại này. Đây, những cái bản nhạc này là nhạc nhẹ thế nhé, nhưng mà tiếng trầm nó nghe cực kỳ là phê. Cái tiếng trầm của nó đánh nghe nó uỳnh uỳnh chứ nó không đánh bịch bịch. Đánh nông nông như các cái dòng loa thông thường. Mới nhạc nhẹ thôi, chúng ta đã thấy được rằng nó phê cỡ nào rồi. Kèn của nó gõ, quý vị thấy nó gõ phê không ạ? Hoàn toàn những phòng khách lớn hàng trăm mét vuông chúng ta không có khái niệm biết tới súp và trầm là gì, chẳng tốn tới 1.000. Đây là ưu điểm đầu tiên và đặc biệt rằng tiếng trầm của nó rất hay mà tôi nhấn mạnh với quý vị từ đầu đoạn clip. Phần bên trên là một quả kèn siêu khủng, đường kính miệng của nó tới gần 45 cm nhân 15 và nó trang bị củ từ lớn tới 16 phân trên quả họng kèn khủng này. Kèn lớn thì bao giờ cho giải trung âm từ lời hát cho tới tiếng nhạc cụ cũng rất là phê mà chúng ta thấy rằng là khá là quen thuộc, và đặc biệt rằng những dòng loa này thì kèn của nó sẽ không bị đanh và chói tiếng. Quý vị có nghe cái gì để chăng nữa thì hoàn toàn không bao giờ tới biết tới đanh và chói. Trên cặp loa có công suất trung bình 720W trên trở kháng 8 ohm. Rất đẹp ạ. Quý vị thấy phê chưa? Những tuyến loa được trang bị trên cặp loa này thì nó là quá khủng. Chế độ đánh theo súp hầm và quả bát khủng mang lại cho giải trầm rất là uy lực. Phần trung âm cũng như giải chép của nó thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Phía bên hông, tay cầm này, Trio Way. Chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa phía sau lưng. Ở đây thì quý vị nhìn phía sau lưng này. Sau lưng của nó là phần thông số phía bên trên, series number này, phía dưới này, Trio Way này, BVDUB 1205. BVDUB thương hiệu rất là quen thuộc, có xuất xứ đến từ USA. Và trở kháng 8 ohm, công suất cho một loa 360W. Đó, jack cắm 6.5 ly này. Jack đây nó là cái jack 3 chân này. Các dòng loa của Tây thì mới có jack này, chứ quý vị thấy rằng là các cái loa thông thường của quý vị thì không bao giờ có cái jack này được. Tôi đang cắm bằng 6.5 ly. Với cặp loa nặng tới 90 kg cho cặp loa không, không tính chân. Cả chân chúng ta thấy rằng mỗi chân bên dưới nữa thì nó rơi vào gần 100 kg. Thùng được đóng bằng thùng gỗ và được bọc một lớp da siêu bền, không sợ bị bẻ nở cũng như là mục nát so với các dòng thùng thông thường. Và nó rất đẹp. Với cách trang trí mặc dù chúng ta thấy rằng rất đơn giản, không cầu kỳ, nhưng mà quý vị vẫn thấy được độ đẹp cũng như độ sang trọng của nó thì tôi không có điều gì mà giới thiệu thêm. Chúng ta tự cảm nhận. Đó. Đây là chi tiết về cặp loa. Độ đẹp hay độ mới thì quý vị quan sát ở cự ly gần nhất đi ạ. Cách một vài cm đi. Rất đẹp. Chất âm của nó chơi được đa dạng các phong cách nhạc, từ nhạc vàng cổ cho tới nhạc sàn hay nhạc remix, bolero hay trữ tình hay hòa tấu. Chúng ta thể hiện thấy rằng những cái dòng loa mà đã mang theo giải trầm sâu và mềm rồi thì nó rất là lợi hại, nhất là lại được trang bị quả kèn khủng như thế này nữa, mang lại cho giải trung âm thì nó là quá đỉnh rồi. Đây là khi nghe chơi đa dạng các phong cách nhạc và đồng thời khi karaoke thì với những cặp loa này có lẽ tôi không có điều gì giới thiệu. Tôi chỉ lưu ý với quý vị rằng tôi đã bán rất nhiều những cặp loa có phong cách thiết kế cái thùng tựa như thế này, ví dụ như là của JBL. Tôi vẫn nhớ rằng một vài model như là G732 hay là một số cái model mà thiết kế cái thùng trang bị kiểu này. Nhưng tiếng trầm thì hoàn toàn thì chắc chắn một điều rằng quý vị chơi những cặp bát 40 không có cửa sò đâu ạ. Kể cả quý vị có thể chơi những cặp ví dụ như là tôi đã bán JBL 825 hay 835. Tiếng trầm mà quý vị để cạnh cặp loa này thì nó chấp một mắt, không bao giờ có cửa mang ra sò đỏ. Trầm ở đây tôi chỉ cần sở hữu khoảng tầm 50 thôi, thậm chí chưa đến 50 đâu. Nó đánh đã kinh khủng lắm rồi. Với những cặp loa full thì công suất lớn, chúng ta thừa thấy rằng tiếng mồm của nó thì rất to. Kể cả loa của tàu phượng cũng rất to. Nhưng cái mà chúng ta cần thì là cần giải trầm xuống sâu và mềm. Khi trầm của nó xuống sâu thì chúng ta có mở nhỏ đi chăng nữa nghe vẫn phê hai cái lỗ tai, không bao giờ cảm thấy thiếu. Còn nào những cặp loa mà nó sở hữu cái tiếng trầm nông, mồm có to đến bao nhiêu đi chăng nữa, điếc hết cả tai đi chăng nữa nhưng chúng ta vẫn thấy thiếu và vẫn phải tìm đến súp. Đó, bởi vậy quý vị mới tốn tiền mua súp. Như vậy chúng ta đã rõ về cấu hình của cặp loa mà tôi đã phân tích và giới thiệu rất chi tiết cho cặp loa khủng long có trọng lượng ngót một tạ này, cao 90 ngang 57 và sâu 43 cm, sở hữu chất âm 2 trong 1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966 866 552.
Quý vị và anh em quan tâm tới bất kỳ sản phẩm nào có thể để lại tin nhắn dưới phần bình luận hoặc can theo số điện thoại trực tiếp trên kênh để được hưởng những ưu đãi tốt nhất trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Trong phân khúc tầm giá ở ngưỡng trên 20 triệu đồng hoàn toàn như model chúng ta đang được thấy ở chiếc máy quay với thương hiệu BB Dup nổi tiếng và series 3Away 1205. Quý vị đã rõ. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đăng ký kênh của quý vị cũng như anh em trên toàn quốc với kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Với đoạn cuối clip có lẽ rằng tôi sẽ mời quý vị tập trung và chúng ta tĩnh lặng trước máy quay và thưởng thức chất âm và giọng điệu khò khè chi tiết nhất của cặp loa có phong cách chơi được đa dạng các thể loại nhạc hiện có trên thị trường trong phân khúc giá tiền bình dân, không đắt đỏ như một số model khác. Ở đây tôi lưu ý rằng đây cũng là những thương hiệu hạng sang, hàng nòi được đến từ Mỹ. Chúng ta thấy rằng nó không kém cạnh những thương hiệu như quen thuộc như JBL hay là Savin hay là một số cái thương hiệu khác đâu ạ. Mời quý vị cùng nghe và chúng ta sẽ thấy rõ được câu trả lời để thay cho lời nói của mình. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping, and a vision that was planted in my brain sự thể hiện chi tiết tới từng hơi thở của ca sĩ không ạ? Hoàn toàn với chất âm của giống như là những dòng Antec A5 hay A7 và cũng được thể hiện bởi cặp loa 3Away. Rất tuyệt vời. Tôi không có thể nói với quý vị được rằng giật mình với những cặp loa như thế này. Chất âm của nó chơi được rất nhiều những dòng nhạc phổ thông. Và sự thể hiện ưu điểm của nó thì giải trầm xuống rất sâu. Và với giải trung cao cũng như trung âm và giải chép, chúng ta thấy rằng nó thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Như vậy với phân khúc tầm giá cho một cặp loa siêu khủng, chúng ta thấy có đáng đầu tư và đáng chơi hay không? Thì tôi chắc chắn rằng đây là đoạn clip với cặp loa này chắc chắn rằng cũng là cuối cùng trước khi lên đường về với một chủ nào đó. Cũng khá là nhiều anh em cũng đang là muốn chốt cặp loa này rồi. Và tôi chỉ lưu ý với anh em rằng đây là những cặp loa rất ít khi mà săn được những cặp loa này ở thị trường trong nước, cực kỳ là ít. Quý vị thấy rõ không ạ? Tôi đọc lại model BB Dup 3Away 1205 có xuất xứ đến từ USA. Với phần thông số từ đầu đoạn clip tới giờ chúng ta cũng đã rõ, và chất âm quý vị cũng đã thấy được đẳng cấp của nó nằm ở mức nào rồi. Thay cho lời nói thì tôi đến cuối đoạn clip rất chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đăng ký kênh ủng hộ của anh em trên toàn quốc với kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552 để đáp lại
lòng mong mỏi của toàn thể anh em. Tôi sẽ liên tục cập nhật còn rất nhiều những tuyệt phẩm nữa sẽ mang tới cho quý vị cơ hội tham khảo cũng như là trải nghiệm trên kênh của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Anh thương màu áo trắng tan chừa hoa áo.